chào đến cô chú anh chị. Trước mặt của WooFood đây là chị Bảy, một khán giả xem ở trên kênh rất là lâu rồi. Thì chị cũng là một mạnh thường quân chốt tên đó mọi người. Thì hôm nay đó chị dẫn WooFood đi đến thăm một trường hợp mà chị vừa mới biết đến. Tại vì chị cũng buôn bán ở khu vực Thủ Đức đó, nên là chị có biết được một trường hợp. Thì hồi sáng này chị có gọi điện cho WooFood, chị nói là cái trường hợp của một cháu năm nay cũng khoảng 9-10 tuổi bị bệnh. Rồi ba thì đang nuôi cháu, mẹ thì sau khi mà biết cháu bị bệnh đó thì mẹ bỏ đi. Vì công việc của cha đó là làm thợ đụng á, có nghĩa là ai mướn gì làm nấy. Rồi công việc chính thì cũng có lâu lâu rồi đi làm hồ. Những cái lúc làm hồ thì ông bà nội ở nhà chăm. Còn mình hỏi thêm về nhà cửa như thế nào thì chị Bảy cũng nói là ở nhờ, ở đậu ở trên những cái chỗ mà đất trống hoặc là người ta chưa sử dụng đất tới đó, ở gầy đây may đó à, che láng che chống mưa chống nắng vậy thôi à. Nó thì chị Bảy nói là có giúp gì được cho hai cha con thì giúp. Thì mình có hẹn chị Bảy ngày hôm nay để nhờ chị Bảy dẫn cuối với mọi người vô thăm trường hợp này xem như thế nào. Chị Bảy chị dẫn mình đến nè. Đây là cái nơi ở của gia đình. Con chào cô chú nha. Dạ. Hồi nãy có nói chuyện mà con quên hỏi cô chú là cô chú thứ mấy nha, để con dễ xưng hô. Thứ 8 bên vợ. Cô chú 8. Dạ. 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 Chào. Con tên là Sinh, con có một cái kênh YouTube làm thiện nguyện. Thì chị Bảy là khán giả trên kênh của tụi con. Thì chị Bảy là hàng xóm hay là buôn bán gì ở khu vực này đó? Nói xóm, xóm bên kia. Thì chị Bảy mới nói là có trường hợp của một cái cháu nhỏ năm nay là 10 tuổi. Đúng rồi. Rồi bị bệnh rồi mẹ bỏ, rồi cha thì đi làm hồ hay là đi làm sơn nước gì đó. Làm xa. Rồi ông bà nội ở nhà để mà chăm sóc. Dạ. Con mời cô chú đứng kế cháu nội chút xíu. Đứng lên. Không không, để cho cháu nó tự nhiên đi, để thoải mái. Nè nè, mát mát. Mát. Tên gì chú? Mát. Tên là quậy quá kìa, mát. Lý Quốc Toàn. Kêu là mát hả? Không có nhà kêu mát nha, tên trong giấy là Lý Quốc Toàn. Dạ, sao Lý kêu kêu mát tội nó. Nhà kêu mát. Không kêu nó vậy mà nó nghe. Tại anh man man á. Bị não mà. Và cái dây này là mình cột sao cô Tám, tại sao mình phải cột cháu mình lại như vậy? Tại nó phá, một là phá, hai là mình ở đằng sau mà công chuyện nó lẻn lẻn là nó chạy ra đường Phạm Văn Đồng. Xe cán chết xém hai lần á, người ta giăng tay vậy nè, cho xe ngừng lại. Đó, xảy nó bỏ nó chạy đi. Đúng rồi. Không đang, được đường đi kiếm. Không biết gì. Lỡ xe người ta đang di chuyển. Tông vô cái chết cái nhảy ra là. Đang đổ dập xuống nữa. Toàn ơi. Nè nè, chú kêu rồi con. Nó đi dữ lắm. Đi dữ lắm. Cô mất bằng công chuyện liên quan làm sao cô phải xét xời nó lại. Ủa ví dụ như cô chú cột tròn là như vậy á, rồi lỡ cháu nó nhiều khi cháu nó kích động quá hay là như không, thế nào cột lỏng rồi, cột lỏng bị lỡ bị trật chân trật tay rồi nó không, đi vòng vòng nó chơi cột dài vậy nó đi vòng vòng nó chơi nó đầu đi đó đầu đi đó. Rồi bây giờ nếu mà có ông bà nội ở nhà đó thì mở ra cho cháu để đúng mà rồi. Cho đi mở ra cho nó đi vòng vòng đi. Trời nào không có người ở nhà mấy cột mà cột mà cột cứng quá mà cột lỏng lỏng. Cái lúc mà làm công việc thì xìm nó lại. Nó gặp can nước, nó đổ can nước, gặp màu canh, nó đổ màu canh, gặp cái gì nó không đổ. Cháu nó di chuyển như thế nào ta? Nó đi tự nhiên. Đấy là có sợ té không chú Tám? Không, 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 không. Nó bình thường. Nó không có té. Hồi lúc mới về đây thì té dữ lắm. Bây giờ nó cũng đỡ. Nó đi hơi cứng rồi. Là cháu Toàn á, là năm nay là 10 tuổi đúng không cô? 2013 á chú. Dạ. Thì khi mà mới sanh ra đó thì bác sĩ họ ví dụ như là gia đình mình phát hiện trước hay là bác sĩ họ lúc mà siêu âm trong bụng hay là như thế nào mà họ? Tại vì họ có bầu cắn bầu cho tới ngày sanh luôn, mẹ nó không có chịu đi khám thai hàng tháng,
Rồi xong cái lúc nó đẻ là chưa đẻ ra là nước ối xanh nhà thương bệnh chuyên chính đó, nó không có cách, nó để quốc ối, nước ối nó lên tới não đi, còn mới chuyển xuống nhà thương nhi đồng đó, xuống nhà thương nhi đồng rồi nhà nhốt trong máy máy kiến gì đó cả 1 tháng 2 tháng cô mới đem về đây, về mẹ nó mới rước về bên ngoài đó ở, nó nuôi đẻ mệt á. Rồi nó lớn lên rồi mới biết nó là bị não, nó lớn lên nó ngoái nó không có biết cái gì hết á, nó không được bình thường, không được như... bình thường mình mới biết nó về não. Tại hồi lúc mẹ nó mới tăng thai, mẹ nó không đi khám thường xuyên hàng tháng, để tới ngày sanh luôn là 9 tháng, thành thử ra đứa nhỏ nó bị như vậy rồi đâu có chữa được nữa. Tại cái hồi mà nó cắn thai phải chi mới đi khám, bác sĩ biết như vậy thì bác thầy sĩ bỏ, chứ để sau này mình nói không phải là ác, sau này nó khổ hết, người lớn hết gì nó cũng khổ. Biết bị não bác sĩ sẽ bỏ ngay, tại vì mẹ nó không có đi khám hàng tháng, thành thử rồi để cho tới ngày sanh luôn thì nó bị như vậy. Nhưng mà tới lớn mới phát hiện được, nó 1-2 tuổi á, nó cái tay nó bị que vậy nữa nè, hai cái tay que vậy nữa nè, nó không có biết muốn cơm ăn, không có biết một cái gì mà nó câm nữa. Và nó... cháu nó có ý thức không, ví dụ như là mình nhắc nhở cái này cái kia, cháu nó có biết không? Biết, thí dụ 100% thì chỉ biết 1-20 thôi à. Thí dụ nó đang đi kêu nó về, dụ nó dậy tắm đi, nó quay trở lại. À, nó ham tắm lắm, kêu đi về đây nội tắm nè, nó sẽ quay trở lại. Còn có bữa nó cũng đi luôn, kêu lấy cái khăn nó lau miệng đi con, nó biết lấy cái khăn nó lau miệng. Nói chung là 10% biết 2-3 à, còn bao nhiêu thì không biết. Suốt cái khoảng thời gian 10 năm qua đó thì mình đi những bệnh viện nào và những bác sĩ đó họ tư vấn về cái hướng điều trị hay là thuốc thang như thế nào vậy cô? Nói thẳng nó ở bên nhà bà ngoại, nói với mẹ nó từ ngày sanh cho tới ở bên bà ngoại nó ở cũng 5-6 năm, nó về bên cô đây mới 4 năm mà. 4 năm mà cô cũng đâu có tiền đâu mà đi chữa não. Não là phải có tiền nhiều mới chữa được nhiều lần, chứ đâu phải mà có tiền mà dám đi chữa não. Cô thấy nó ăn cơm được cô không có chữa. Ý là trước 5 năm qua là khi mà bên bà ngoại chăm sóc bên đó thì cô có hỏi họ có đi bệnh viện hay là như thế nào? Bà cho uống thuốc toàn là thuốc Tây, thuốc tạo gì được không mà mua về thuốc nam đổ cho uống thôi à. Bên bà ngoại nói chung là cũng nghèo, ở trọ. Mẹ nó ly dị với cha nó cũng 5-7 năm nay rồi, mẹ nó cũng lấy chồng khác rồi, giờ cũng đang sanh đứa nhỏ cũng 10 tháng à. Ly dị thằng lớn, mà thằng lớn con trai của mình nó hiền lắm, không rượu, không chè, không gì hết, nó hiền lắm. Tại vì nó thẳng ra nó gặp đứa con vậy, gặp thằng chồng thì làm công nhân không có nhiêu tiền hết á, mà thử nó cũng nản, nó bỏ. Bỏ con, bỏ chồng, làm đơn kêu ly dị liền. Lúc mà con ý là phát hiện con mình bị vậy là vợ kêu ly dị? Bị lâu rồi vợ mới kêu ly dị. Ví dạng như nó lớn rồi vợ nó thấy nản, đứa con bị tật nguyền, chắc lương tâm thay cô đánh tâm lý là người mẹ nó cũng nản. Với là lấy chồng á cũng làm ăn ít tiền quá thấy cũng chán. Rồi kêu thằng ăn trai cô phải ly dị ra tòa. Ra tòa xử là thằng này đi theo mẹ thì thằng cha nó thằng tháng cung cấp 2 triệu. Mà cung cấp cả 5 năm trên 100 triệu rồi đó. Cứ tính đi tháng 2 triệu mà 5 năm rồi á là trên 100 triệu rồi. Rồi sau này bà ngoại nó bị bệnh, bà giữ không có nổi, bà thả về anh đây. Bà bưng lại, bà đi kêu con, bà chở xe ôm lại đây rồi thả xuống rồi xong rồi bà nói vài câu rồi bà để tờ giấy lại cái bà đi luôn. Vậy, bà đi. Vậy là con xin ngắt lời nha, là mẹ của cháu Toàn là gửi cháu Toàn cho bà ngoại. Rồi mẹ cũng không có trách nhiệm để không. Cho bà ngoại nuôi. Rồi bây giờ bà ngoại là sức khỏe không có nên là gửi lại cho bên nội. Mà gửi lâu rồi, gửi 4 năm có rồi. Nói thẳng ra cô với là ông Tám, chú Tám đó cũng già yếu lắm rồi, mà cô cũng phải ráng đi làm. Làm lấy tiền về để mua lặt vặt những cái đồ dụng cụ lặt vặt cho bé. Chẳng hạn như quýt bơ, ăn sáng, bánh. Còn cô dì nó bệnh là cho nuôi cơm, cho ăn cơm. Còn cô đi làm phụ họa thêm là lấy tiền để mua tả cho nó. Tả dịch nói chung là tả ngày xài tới 5-6 miếng lận. Tả mà mua trên mạng xài mới phỉ, chứ nếu mà mua tư thì không có đủ tiền để mua tả. Một ngày có bằng 6 miếng có. Tả chợ tư hoài mắc lắm, mua trên mạng. Còn thuốc là bây giờ là mình không có can thiệp gì nữa cô? Thuốc không có uống một viên nào, cô không có khả năng. Ăn một lần không cơm nhiều, không ăn nhiều được. Ăn nhiều lần. Cái phần cổ của cháu nè. Yếu, cổ yếu lắm. Đây nè, cô dịnh cháu lại. Cổ yếu hồi nào dạ. Giờ? Cái này mà hồi mới sanh rồi 1-2 tuổi là phải can thiệp vô thì tại khi đó. Là nó đỡ. Nó ở bên bà ngoại, ông ngoại tội. Không mẹ nó không có lo. So với những cái trường hợp những cháu khác á là cháu này là đỡ á.
đỡ hơn, đỡ nhiều, có nghĩa là di chuyển được, đi đứng được. Nó chạy dữ lắm chú, nó xúc dù nó được rồi chứ nó chạy ghê lắm. Nó rồi mừng á. Coi cái dai coi, cái dai nó bị lệch. Cái phần cổ yếu từ hồi nhỏ tới bây giờ. Cái dai nó có bị lệch không cô Tám? À, cái dai như nó là bị bên đây cao nè hả? À, bên trái cao. Bên đây cao nè. Đúng rồi, bên trái cao. Cái xương sống nè, giờ không biết nè. Thế sao phần cổ nó yếu từ nhỏ tới lớn nè. Nhưng mà giờ đi trị tiền. Cha nó rồi đi trị hồi lúc còn nhỏ nó tiền đâu mà trị. Trị nhiều tiền lắm, não rồi là cường cổ yếu đó, trị tiền nhiều lắm chứ không hết đâu. Cô à, ví dụ như là cô mớm nước hay là đồ ăn thì cháu nó cũng ăn bình thường. Nước, đồ ăn, đồ uống ăn bình thường nhưng mà nó không có ăn loại rau cải, củ cải đỏ, củ cải trắng, rau cải bẹ xanh đồ, nó không biết ăn. Nó chỉ ăn cái nước thôi à, thí dụ nó canh súp là lấy cái nước ra ăn, hay nấu canh xương gì là lấy cái nước ra ăn. Còn ai bữa nào mà không có thì nó mua nước lèo hủ tiếu á, à, sáng mơ ăn miếng, còn miếng trưa đổ cơm vô cho nó ăn. Chứ nó không có ăn được cái thức bầu bí gì bỏ vô nó ăn có được, lợn cợn. Đi vệ sinh là cháu nó biết không? Vệ sinh cháu hoàn toàn không biết một cái y gì. Y chang là một cái cháu sơ sinh nhỏ vậy đó ha, đi tiêu kiểu rồi. Là tự đâu. Động. Không biết múc cơm ăn, không biết nói, không biết vệ sinh. Rồi vậy rồi đau rồi đâu có biết đâu. Đau rồi, ví dụ như trong người, ví dụ như là đau chỗ nào cũng đâu có biết đâu. Nó không con. Có cảm giác đau. Nó không biết cảm giác. Xương nè, xương. Đó. Đau nó cũng không biết. Tội nghiệp lắm. Con xin phép là con đăng cái video này lên á. Con cũng mong sao là những anh, những chú, những thầy thuốc á, mà họ có thể là họ giúp đỡ cho gia đình mình về cái việc mà điều trị mà không đồng á. Ví dụ như họ xem để coi có cái hướng như thế nào, nó đỡ một phần. Chú nắm tay lại nó vòng vẫy nó đồ đi kìa. Nó biết giật tay đó. Vậy chứ mắt đồ đẹp trai lắm. Cầm cái tay cho chú xin coi coi. À, cho chú xin coi đi. Này, cầm, có cầm được cái tay không? Cái ngón cái nó bị vậy nè, ngón cái nó bị vậy nè. Cái chân đi cũng hình như là bị cong chân ừ, sao đó. Đủ thứ hết á. Mà nó đẹp. Nó không có biết cầm đâu, đừng có kêu. À, đi đó. Đi là dẫn người chạy á. Chạy nha. Ông dí theo bắt lại đi. Thấy ngoài xe. Nó còn đi được á chú. Mà đi cái đứt dẫn vô hả? Bác, dẫn vô. Phải dừng té đó. Hiện tại là công việc của cô chú là làm gì cô chú Tám? Ông xã cô thì lớn tuổi yếu rồi, ổng cách đây chừng tháng ổng có đi làm dưới kia kìa, tứ cây tứ cối thôi, tháng 6 triệu mà ổng làm không nổi, ổng làm mới có 1 tháng ổng làm không nổi, ổng nghỉ rồi ổng đi về. Còn cô thì trưa cô đi phụ công tắm người ta, cô rửa da rửa dưa, rửa cà, rửa rau sống, rồi cô dằn thịt, cô muối thịt. Đó, cô làm xong hết, ta khoán cho cô một đống đó, cô làm xong hết, làm được 120. Rồi cô bây, đi về. Bây giờ là chú Tám thất nghiệp. Ở không, không đi làm nổi. Hai vợ chồng chia ra để mà chăm cháu như thế nào? Bây giờ ổng giữ, khi nào cô đi làm là ổng giữ. Còn sáng mơ thì cô có ở nhà. Thì hai vợ chồng giữ chung nhau vậy đó. Rồi, trưa 11 giờ rồi, cô đã đi rồi. Mà để cột cháu nhà là hai chồng không có nhà. Rồi cột cháu nhà luôn. Sao chú? Ý con nói là nhiều lúc mà cột cháu ở nhà đó là không có ai coi hết. Không có ai coi mới cột, với lại ngoài cái giờ mà cô ổng đi làm cái gì á, lặt vặt ở sau hè đồ đó là cô cột lại. Khi nào xong rồi mở ra. Mở ra. Chứ không phải là cột thường xuyên suốt cả ngày. À, cũng như là mình đi công chuyện. Có công chuyện gì mới cột lại thôi. Dạ. Với lại phần nhiều khi cô đi công chuyện gì hết á, thì cô bỏ vô nhà, cô khóa cửa ngoài lại. Là nó không có ra ngoài được, chứ khỏi cần cột luôn. Còn ba của Toàn thì đi làm suốt gì đó. Đi làm bên một quận 2, bên căn danh trạch gì đó, qua phà đó. Danh trạch Đồng Nai. Ừ, ở đâu qua phà với đâu với Cát Lái á. Khi bằng trạch trạch gì đó. Sáng đi chiều về hay là đi ở lại nửa tháng mới về một lần, chủ mới cho về một lần. Đó. Cha nó giờ đâu có quản lý nó được, giao cho ông nội bà nội thôi. Cha có chắc là cũng phải phụ chứ. Phụ gửi tháng, tiền cho ông bà nội mua. Có gửi cho 1 triệu, có khi cha nó có dư tiền nhiều thì cho được 1.5 triệu. Tại vì mà bên bển là chủ cho ăn cơm thôi. Còn tự túc thuốc hút ăn sáng thì mình lo hết, nước uống buổi chạy ra đường khát nước mua 1 chai nước cũng tiền của mình luôn. Đó, cha nó làm có lương có 5-6 triệu à. Đâu có nhiều. Từ khi mà cháu nó về bên nội đó là mẹ của cháu có qua thăm hay là có liên hệ gì? Biến luôn, không liên hệ, không gì hết. Cả 3-4 năm nay có qua được một ngày đi với
ông ngoại với mẹ nó qua rước thằng này về bên bển chơi, rước được, tưởng đâu rước được tuần lễ, hai dèo, hôm nay đi, ngày mai trả lợi liền lập tức luôn. Vậy đó, cả mấy năm mới qua thăm một lần mà rước đi có một ngày, một đêm trả lợi, ngày sau trả lợi liền lập tức. Ông ngoại qua nói, cuốn quần áo đi lẹ lên đi, lên xe, ông đi xe ôm vô, con gái ông chở, con gái ông đứng tuốt dưới đường dưới kia kìa, ông thả lại có một mình thôi. Ông vô đây kêu lẹ lẹ lên, mà tưởng đâu thương con thương cháu dữ lắm, ai dè bữa trước bữa sau đem đi đưa về liền, cả mấy năm trời gặp lại mà vậy đó. Cả mấy năm trời gặp lại mà rước về có ngày đi mà trả lại liền. Chắc cũng thấy tưng tưng vậy nè, ngán. Ngán dữ á. Ngán chăm mới biết không, ngán dữ trả lại liền. Ông ngoại bà ngoại với mẹ nó cũng kêu trả lại liền. Mà cũng không ai như ông ngoại bà ngoại nó, theo nhà ta thương con thương cháu vậy chơi tệ nhất phải 3 ngày. Mới ngày trước ngày sau mà cả mấy năm gặp lại, ai mà vậy. Cô mấy đứa mà cùn 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 vậy cô còn đáng thương nó nhiều. Tại nó vô phước, nó đào thai lên, nó vậy phải chịu thôi. Chứ mình hắt hủi tội nghiệp lắm, cháu mình chứ ai. Mà không biết suy nghĩ sao ông ngoại bà ngoại với mẹ nó mà đối đãi tệ quá vậy không biết. Có mấy đầu tiên ông ngoại bà ngoại gửi bên đây á, mấy người bên cô chú bệnh nó có gửi cho 500, 300 vậy thôi, được có 2-3 lần thôi. Tới bây giờ biến luôn rồi chú. Bây giờ tự ông nội bà nội nuôi, có cái gì ăn cái nấy vậy đó. Cô làm ngày có 120 chứ mấy, cô người ta khoán hết đóng đồ, cô làm xong lẹ tay cô đi về. Lấy 120 đi về vậy đó. Muối dưa, muối thịt đồ, dần thịt đồ, xỏ que thịt đồ, con tắm mà. Rồi rửa nồi, rửa niêu rồi cô đi về lấy 120 về. Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi? Cô 62 tuổi rồi, cô sanh 61 rồi. Sức khỏe của chú, của cô chú sao? Cô nó thẳng ra là cô bết dữ lắm mà, tại vì cô nuôi cháu nội cô phải ráng đi làm thôi. Chứ giờ cô ở không, con gái cô nãy là nó nuôi cô, nuôi cả hai vợ chồng tôi luôn. Đó, tại vì cô muốn đi làm thêm mà kiếm tiền bù đắp cho cháu nội. Với lại nhiều khi ông xã cô cũng đòi gói thuốc hay ăn sáng gì cô có tiền cô mua ra. Con gái thì chỉ nuôi cơm thôi. À, ví dụ như là ở đây là đất nhà chị Bảy nói là đất này là mình ở đậu. Đất sinh người ta, đất đó. Cái dạng như đất ở đây là đất bị giải thể thu hoạch gì đó. Rồi ông chủ cũng lên trồng trọt như vậy đó. Rồi xin cắt, ban đầu thì cắt cái chòi này. Nhưng mà cái chòi này nấu cơm mà lần cô ngủ trong đây luôn nè. Nhưng mà cái chỗ này sinh hoạt bây giờ chó mèo đồ nấu cơm đồ nó dơ dãi quá đó, cô ngủ cái giường trong đó đó. Đó đó vẫn còn vô trong. Rồi cô sinh quanh đây, sinh quanh đây rồi. Nè, cái giường này hồi xưa cô ngủ ở đây nè. Ngủ cái giường đây nè, rồi cơm nước nấu ở đây, tủ đồ đây nè, chó ngủ dưới gầm nè. Rồi cô dơ quá cô sinh quanh đây. Xin năn nỉ chủ đất này nè. Cháu nó là tối là ngủ chung với ông bà nội. Ngủ chung á mình cô thôi à, ông nội ổng ngủ riêng. Ngủ có mình chung với cô à. Hồi đó ngủ cái giường này cả mấy năm. Sau này cô xin chỗ đất nới ra thêm đây. Cái chỗ này nó thấp quá ha. Thấp quá, cô cũng sắp sửa 2 gang sắp sửa dở rồi, chủ không cho. Để chủ, ta kinh doanh rồi chứ. Chủ nói là nếu mà cắt ở nhà bên đây thì cái chòi này cô xin phân nửa nhà này. Phân nửa thì thôi đừng dầm dài luôn ra làm sao luôn. Chứ còn để nguyên hết thì chủ không chịu. Mà tại mấy hôm nay nhà không có người làm. Cô mệt quá, ổng cũng mệt quá. Để giờ con trai cô về đừng dở ra mướn người thêm một người nữa để làm. Chứ cái... để mướn nhà trọ là tốn tiền. Nhà trọ nhiều lắm, nhà đông lắm. Trong đó thì tới 4-5 người ở, con cái vợ chồng của nó. Sao đây là cái hết nghĩa địa này, đó mọi hết, người. Hết, ừ, hết này đất có một chủ à. Nhưng mà ở đây mã nhiều lắm. Màu mã. Mã đó ông mấy chục năm ở phía bên đây. Còn cái mã này mười mấy năm đổ còn lại. Còn điện nước là mình vẫn mình có nhiêu xài nhiêu, tính tiền nhiêu. Điện nước là bên cô trả hết, chỉ xài dùng đất thuê thôi. Mở cửa ra con, để người ta quay phim, lẹ lên. Cháu ngoại. Cháu ngoại thằng lành lắm, hai đứa con đứa nào cũng đanh đá. Cháu ngoại thì lành mà cháu nội có đích tôn mà. Nhiều khi cô buồn lắm chứ, nằm đêm cô cũng buồn lắm. Thấy con người ta 10 tuổi đi chạy vòng vòng, đi xe đạp, đồ chơi. Còn cháu mình thì khùng khùng, manh manh, đi đứng không vững, ăn uống khó khăn, cô cũng cực lắm. Có nhiều khi cô suy nghĩ như vậy nè. Cô nói là sau này cô với ổng đâu có chết lâu bền, đâu có sống hoài để nuôi đâu. Cô tính đưa vô chùa. Mà chùa giờ nó thẳng ra có tiền vô cũng khó xin lắm chứ không phải là dễ. Giờ nhiều khi vô chùa là những cái thức ăn trong chùa là cháu tôi ăn không có được. Rồi nó sẽ chết lẹ. Ở nhà thường là cô cho nó ăn cà phê mỡ, canh súp nữa. Nó thích nhất là canh bí đỏ. Vô chùa nhiều khi mấy cái món cháu mình ăn chùa đâu có ở không đâu mà nấu mấy cái món cô cho cháu mình ăn được. Nhiều khi đồ chai, tàu hủ, đồ cháo mình ăn đâu có được. Nó không có ăn đồ khô, ăn đồ nước không à.
Nước là lấy cái nước chan canh vô nó ăn. Mình có bàn với lại cô, có bàn với lại ba của Toàn, rồi bàn thêm với lại bên ngoại để mà phụ rồi nhiều cái này cái kia được không? Có nói, nhưng mà nó thẳng ra bên bà ngoại nó cũng nghèo khổ ở phòng trọ, mà bên đó cũng tiền bạc rồi khó khăn lắm, không có phụ bánh trái không, tiền bạc không có phụ cái bộ đồ, không cái gì hết. Cô nói thật, ở đây nó thẳng ra là cô ở với con gái, thằng gái nuôi con cả hai vợ chồng cô, với lại nuôi cái thằng nhóc nhân khùng đó, rồi sinh hoạt cái gì riêng tư là cô phải bỏ tiền nó mua, chẳng hạn như xà bông tắm cho thằng cu đó, hay là thuốc hút ông xã, hay là quýt bơ tả đồ của cháu là cô mua hết, hủ tiếu xong rồi mua hủ tiếu ăn cũng tiền của cô luôn, rồi bánh nữa cô mua chứa trong nhà để dành cho nó ăn. Chẳng hạn như mà 4-5 giờ cô thức là nó thức luôn à, nó thức luôn, phải có cái gì ăn vô cái miệng á. Cô mua bánh nhiều lắm, cô để trong hũ á, để khi nào mà 5 giờ khuya nó dậy sớm quá nó đói ăn rồi cô thảy thảy mấy cái bánh vô cái dĩa cho nó ăn. Con nói ví dụ nha, tại vì bây giờ là cái cuộc sống kinh tế của gia đình mình khó khăn, nên là mình không có nghĩ tới cái việc mà đi khám hoặc là não chuyên trị đồ cho nó. Nhưng mà có điều kiện thì cô chú hoặc là ba của Toàn á, nên là sắp xếp để đi, để xem thế nào, có cái hướng. Mà chú, thí dụ mình đi xem nó, mình đi đâu, đi bệnh viện hay đi tư nhân ở ngoài? Theo con nghĩ là đầu tiên là đi bệnh viện trước đi. Bệnh viện? À. Có nhiều khi cô lắm đó, cô có họ tiền... chụp hình để coi coi xương khớp rồi, trong xương cổ rồi như thế nào, coi cái... Đó. Tôi khám tổng quát cho nó con, hết. À, con nói ví dụ vậy. Rồi như thế này, hôm nay đó thì chị Bảy chỉ có dẫn con vô gia đình của mình. Thì từ nãy con cũng nghe cô Tám chia sẻ về những cái khó khăn về tiền nông cũng có, rồi những cái khó khăn về việc mà chăm sóc cho Toàn rồi đó ha. Thì con cũng thay mặt Mạnh Thường Quân ở trên kênh của con gửi tặng cho Toàn, coi như là phụ với ba Toàn ít tiền, với lại cô chú nữa. Con xin phép là con thay mặt cho hai người. Thứ nhất là ni sư ở quận Tân Phú là 1 triệu. Thứ hai là một chị ở Melbourne, Úc là 2 triệu. Tổng cộng con gửi cho cháu Toàn là 3 triệu. Phụ với lại cô chú mua tả hoặc là ăn uống gì đó. Ở đây là con gửi cho 3 triệu. Chị Bảy, chị đếm lại giùm em rồi chị đưa cho cô Tám giùm em nè. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Đủ 3 triệu rồi chứ sao? Thôi giờ cô cũng có lời cảm ơn chú nè, với lời chị gì trong đó, hai chị Mạnh Thường Quân đi. Mạnh Thường Quân đi, yeah. Có lời cảm ơn chú với Mạnh Thường Quân nha. Nói thẳng ra gia đình cô cũng khó khăn lắm. Khó khăn là cái thằng bé này nó tốn tiền tả, tiền ăn, tiền bánh, tiền sáng mơ nào cũng làm 15-20 ngàn hủ tiếu. Rồi chiều nhiều khi hủ tiếu ăn cơm, bỏ cơm cho ăn. Nói chứ chăm người bệnh á mà cực lắm. Cái tiền, ví dụ mình làm tiền mình đưa ra thì nó nhẹ nhàng, chứ mà chăm nó cực lắm đó chị Bảy. Mới chị giữ nó 1 triệu, chị em giữ không? Trời ơi, 1 triệu nó chi, 5 triệu một tháng không ai giữ. Sao chạy lại nó? Nói thẳng ra, hai vợ chồng tôi già rồi cũng yếu lắm, mà chăm nó cũng mệt cực lắm chú ơi. Nhưng giờ, nhưng bây giờ nói chú nghe, giờ cháu nội hốt đổ đi đâu. Nói chú nghe vậy đó, dạ. Giờ dù muốn dù không cũng phải chịu thôi, thì là chết là hay, chừ nào cô chết thì hay, chứ giờ còn sống lẽ cháu nội mình xúc đổ đâu, đưa ai, ai mà giữ. Với lại là có một phần quà nữa, thì cái chị ở Melbourne, Úc á, hồi nãy là gửi 2 triệu cho mình đó. Dạ. Đó, thì chị này có mua lạp xưởng ủng hộ cho con, thì chị có dặn là ví dụ như đến với bà con á, thì trích ra mỗi trường hợp là tặng 1 ký lạp xưởng cho cho chị. Ở đây là một chị Melbourne ở Úc ha, có mua lạp xưởng của GoFood đó. Cũng sẵn đây giới thiệu mọi người mình có kinh doanh lạp xưởng sỉ và lẻ đồ. Cảm ơn rất là nhiều các anh chị đã mua để mà ủng hộ GoFood. Đây là chị, một chị ở một chị ở Melbourne Úc gửi tặng cho cô chú ha. Trước khi kết thúc cái video ở đây đó, con nhờ cô Tám chút xíu nha. Ví dụ như là con có một dãy số là từ 50 cho tới là 100. Con nhờ cô Tám thích một cái con số nào, cô Tám nói giùm con. Từ 50 tới 100 hả chú? Dạ. Nên vợ thích số gì, chỉ nói một số thôi hả? Đúng rồi. Vợ biết nghiệm số gì đây? Từ 50 tới 100. Từ 50 tới 100 hả? Ông Bảy mập là ông Địa ngồi kế bên nè. Lấy 78 đi. Nghe lời, Bảy ơi. Bảy nói là ông Địa nè.
Giờ chú không biết số nào để chơi cô kinh nghiệm, cô nghiệm coi. Số 78 hả? Thôi lấy 73, thôi lấy 79 đi. 79 hả? Ờ, đổi lại đi. Dạ. 79 thử coi. Cho nó may mắn là mình khổ quá rồi. Khổ quá chú. Dạ. À, cổ gửi tới cho mọi người con số 79 nha mọi người. Thôi 79. Con với lại chị 7 con về nha. Rồi có gì thì gặp lại gia đình mình sau. Dạ cô. Giờ cô cũng muốn nói chú một câu như vậy. Hồi nào giờ nó về đây ở, bao nhiêu người ai cũng đều nói sao không làm giấy làm tờ cho nó lãnh tiền hàng tháng về phường đi. Mà hôm đó có cái hậu khẩu nhập về đây rồi mà mẹ nó ly dị ba nó, mẹ nó bắt buộc phải cắt về nhập bên ngoại, mà nhập bên ngoại nhầm hậu khẩu tay ba, không nhập được. Rồi tới giờ bỏ luôn, không có làm, không có lãnh tờ nào giờ, không có lãnh về phường một đồng xu nào hết. Không có giấy tờ lung lưng, không có một tờ giấy giờ không ai đi làm hết. Thì là mình phải liên hệ bên ngoại. Lần bên ngoại cũng ai cho, lần đầu tiên có mình bên Mạnh Thường Quân cho được 3 triệu này thôi. Chưa có lấy đồng bạc nào trong đòn nào hết. Chưa có ai cho đồng nào. Có gì về phần giấy tờ thì cô chú hãy liên hệ bên ngoại để mà có lãnh tiền về phường trình tháng. Ở trên phường để mà có cái tiền hàng tháng. Thôi con xin phép con về nha. Có dịp con sẽ gặp sau nha. Con có trường quên này nha. Dạ, cho con mượn lại cái mic. Cái này mở ra. Dạ. Cảm ơn rất nhiều. Một lần nữa cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi cái video. Xin chào và hẹn gặp lại.